Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Yo, xin chào anh em nha. Hôm nay bước sang ngày thứ hai trong tựa game siêu anh hùng đại chiến rồi và mình cũng đã up lên VIP 7 nha anh em. Một nông dân VIP 7 anh em nhá. Hôm qua thì mình test game nhưng mà thấy anh em cũng có vẻ là ủng hộ, ấy cũng có view. Thế thành ra là trời luôn. Đây là phần quà 50 kim cương. Ui giời, đơn giản. Ui giời, tuyệt clever nha. Dưỡng anh hùng SR. Perfect luôn. Tiếp tục là nhận quà, thêm một dương anh hùng SR nữa anh em nhá. Quà siêu giá trị à. Tiếp tục là SR đấy. Đăng nhập ngày 2 đây, có thêm 10 vé chiêu mộ này. Và có một thêm tướng SR nữa anh em nhá. Tích nạp anh em ơi, nhận luôn này. Ủa, thêm một SR nữa này. Ui giời, ngon. Ủa, SR công luôn anh em nhá. Được có ló ấy. Chiêu mộ cao cấp luôn, 70 vé luôn nè. Ờ để xem được em Ace hoặc là Mihawk nào hay không anh em nhá. Ui. SR Vegeta. Đây là tanker hay là cái gì nhỉ? Tiếp theo, SR anh em ạ, Renoku ngon. Mình đang có một phôi rồi, thiếu thêm một phôi nữa thôi là mình sẽ có thể nâng cấp lên 5 sao đấy. Giờ mình vào túi này, chuyên mục mở dương này anh em này, căng thẳng luôn. Tạm thời mình sẽ lấy một em Ace để test sức mạnh cái đã. Có Ace ngay trong đẹp trai chơi nhé, úi xôi ôi. Tiếp theo cái dương SR thứ hai, thì đây mình thấy có Ace này, có Mihawk này, có Phong Trụ, có Gaara này, có cả Tatsumaki. Ở đây cũng có Mihawk với cả Ace. Ô thế này thì mình cứ lấy all in vào Ace ở cái phần này đi nhở. Ờ, chọn 2 thêm 2 đi. Tiếp theo là dương SR này để xem là có gì. Ô, không có Renoku à? Có Robin này anh em này. À, bên này thì sao? Không có Rengoku luôn. Có Frankie anh em ạ. Ui vãi. SR này thì sao nhở? Có Renoku không? Có Rengoku này anh em này. À, thế thì mình đang chơi Renoku mà. Mình sẽ nhận Renoku luôn anh em nhá. Đây, bây giờ mình sẽ nâng cấp luôn cho Rengoku này. Lên luôn. Vứt hết vào anh em ơi. Bậc S thì cũng chỉ mang đi để nâng sao thôi mà. Wow, vị tướng đầu tiên của mình lên là 5 sao là Rengoku. Lên 7 sao lại không cần phôi nữa anh em ạ. Ôi vãi thật. Ảo ma Canada thế nhở. Nhưng mà tốn rất là nhiều những cái ngọc rồng này anh em nhá. Úi ôi, càng đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cho A đi. Để xem A đánh đấm như thế nào nha anh em ơi. Nhưng mà lại bị thiếu tài nguyên rồi. Nó lại trùng hệ công với cả em Rengoku. Thế thành ra là nâng cấp đang bị thiếu này anh em này. Vegeta thì là một vị tướng phòng ngự anh em ạ. Tạm thời nâng cấp nhanh cái đã anh em ơi. Lên level 26 luôn này. Giờ chắc là mình phải trùng sinh bớt tướng thôi. Đây mình sẽ trùng sinh em Gento này nha anh em. Rồi trùng sinh trong này mình thấy khoái lắm. Đây, thứ nhất là trùng sinh phẩm anh hùng nhá. Cần phải có một cái viên đá này. Hoàn trả 100%. Đấy, bây giờ là mặc nhanh này và có thêm nguyên liệu để đột phá cho Vegeta này. Phát nữa đi. Rồi, ngon ngay anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ nâng cấp cho Ace anh em nhá. Càn quét này. Có càn quét X10 rồi này. Đấy, cho nó nhàn nha. Phát nữa. Ngon ngay. Thế là có hai vị tướng ngon lành cái nào rồi anh em ạ. Để mình lấy thêm một vị tướng SR nữa đi. Đó. Nhưng mà cái dương này thì không có vị tướng nào ngon lắm. Bên này sao? Mình thử lấy em này em nhé. Tatsumaki rồi nè. Bởi vì mình thấy có sát thương diện rộng mà còn có giảm sát thương bạo kèm hiệu ứng khống chế nữa. Thử xem như thế nào. Ok, Tatsumaki nha. Giờ thì mình sẽ nâng cấp em nó lên này. Bởi vì mình có em Mai. Nói chung là nó cùng hệ các thứ rồi. Thì reset đi. Nó sẽ hợp lý. Để dùng để nâng cấp cho em SR Tatsumaki nó ngon lành thế nào. 200 kim cương vãi trưởng thật. Đột phá lên nào. Lên tiếp. Lên. Ok, tạm thời đội hình của mình như thế này đã anh em nhá. Để Vegeta vào giữa nghe vẻ là châu bò hơn này. Lưu lại đi chiến đấu thử xem như thế nào anh em ơi. Rồi, chiến thử phát xem hiệu ứng skill của Ace như thế nào nào. U là trời, cái bọn này đánh khỏe vậy. Ace chưa kịp đánh luôn anh em ơi. Renoku lên 5 sao căng phết nha. Đấy, one shot one kill đùa đâu. Nhưng mà con này nó yếu, bọn quái này nó yếu anh em ạ. Ý chờ ải boss xem nào. Ải tiếp theo vẫn yếu quá. Múc luôn. Ôi xoài, Tatsumaki đánh được phết nhờ anh em nhỉ. Ra gì vào này nọ đấy, giữ sát thương gây ra khá là dồi dào nha. Đắp đủ thanh năng lượng chưa, để sử dụng bảo ulti tí xem nào. Một phát đánh thường nữa. Ấy, đầy nộ rồi, đầy nộ rồi. Cái gì đấy? Thằng kia nó nộ trước anh em ạ, hả? Đùa à? Thằng boss nó nộ phát Tatsumaki của mình đi luôn anh em ạ. Vãi cả trưởng. Ấy xem nào. Ôi ôi, căng thế à? Tatsumaki của mình là vị tướng tấn công, mặc dù sức sát thương của nó gây ra khá là khủng khiếp nhưng mà máu thì giấy kinh khủng anh em ạ. Oánh một cái là nằm xuống luôn rồi. Gặp mấy con boss ở trong ải nó oánh cho một trưởng là đi luôn anh em nhé. Ảo ma Canada thực sự luôn ạ. Đây em Tatsumaki đây anh em, tăng vĩnh viễn công kích cho bản thân này 7%. Còn đây là tấn công một hàng dọc. Ồ, giảm 75% tỷ lệ hồi máu. Ui ngon ngon. Này đi PK sướng này anh em này. V
tuyệt kỹ là tấn công toàn thể phe địch này. Địch càng ít thì sát thương càng cao, tối đa là tăng 100% sát thương và giảm 60% tỷ lệ sát thương bạo của ba kẻ địch ngẫu nhiên và 30% tỷ lệ đóng băng. Up skill nghe vẻ căng thẳng thế nhở? Ở đây là có một cái nội tại nữa anh em ơi, nhưng mà chưa mở khóa. Khi nào mà đạt 4 sao thì mới mở khóa được anh em ạ. Có 20% tỷ lệ giảm sát thương phải chịu anh em nhé. Ô, tiến sao được mà? Con lên luôn. Ui, nâng cấp cái này đi chứ. Thằng nào lúc nãy đi đánh phó bản thấy nó yếu đuối thế. Đây đây đây, có skill này hy vọng rằng nó sẽ khỏe hơn anh em nhé. Tiếp theo là kỹ năng của Ace xem nào. Bị động xem là cái gì? Trong chiến đấu là tăng tỷ lệ hút máu cho bản thân này. Khi sinh lực xuống dưới 50% là tăng tỷ lệ giảm sát thương cho toàn thể phe ta trong một lượt. Uầy, nếu ít nhất một kẻ địch bị tiêu diệt khi Ace từ 50% sinh lực trở xuống sẽ tái kích hoạt hiệu ứng giảm sát thương. À, nếu Ace trên 50% sinh lực sẽ hồi lại phe ta 10% sinh lực. À, bảo sao lúc nãy đi chiến đấu mình thấy có cái khả năng hồi máu anh em ạ. Ví kỹ đây, tấn công một mục tiêu và kèm hiệu ứng thiêu đốt, hấp thu 200 điểm năng lượng của mục tiêu. Wow. Tuyệt kỹ, tấn công một hàng dọc có 15% tỷ lệ gây tê liệt, đồng thời hút 12% tỷ lệ giảm sát thương và tăng sát thương của mục tiêu. Ui, nghe skill chấu nhở. Tăng minh viên công cũng là 7% này. Nào, tiếp theo là Vegeta xem kỹ năng là gì. Đánh đấm ra làm sao đây. Tăng tỷ lệ đỡ đòn và kháng bạo cho bản thân. Mỗi vòng sẽ tăng cho bản thân 5% sát thương, 5% tỷ lệ giảm sát thương. Khi vào trận, nếu sau 3 lượt mà sinh lực còn lại nhiều hơn 50%, sẽ tăng 50% tấn công, 10% phòng thủ và 50% sát thương bạo kích. Ô, cái này là tướng phòng thủ nhưng mà khả năng gây ra sát thương khá ổn đấy anh em ạ. Ghê vậy. Bí kỹ này, tấn công một mục tiêu hút 5% phòng ngự của kẻ địch vĩnh viễn và có thể cộng dồn nhá, tối đa có thể cộng dồn 4 lần đấy anh em ạ. Ây xì bà được cái chứ, 70% gây choáng này. Rồi bên này tuyệt kỹ thì sao? Tấn công một hàng ngang tăng 20% sát thương, có giảm sát thương này, giảm kháng bạo, tăng tỷ lệ đỡ đòn, mục tiêu sẽ bị giảm 5% tỷ lệ giảm sát thương và 5% tỷ lệ giảm sát thương tuyệt kỹ. Uầy, cũng có thể cộng dồn được. Wow, còn cái bị động thì tăng 7% sinh lực đối với vị tướng phòng thủ. Ok, đây, tuyệt kỹ của Ace đây. Úi dồi ôi, ghê gớm phết nhà anh em nhỉ. Mục luôn này. Tuyệt kỹ. Ây da, bà này xấu xấu bẩn bẩn mà ulti cũng ra gì và lầy lọ phết anh em ạ. Mục mày luôn này. Nói chung là với mấy cái vị tướng SSR này thì mình đi phụ bản cảm thấy dễ dàng hơn ngày hôm qua rất nhiều luôn. Hôm qua vượt ải cứ bị kiểu không qua được ấy, cú ấy cả trưởng luôn anh em ạ. Tướng ở trong này thì mạnh được thì cũng cần phải nâng sao. Mà nâng sao thì mình cũng thấy hơi khoai dành cho những anh em nào mà dùng quốc thường. Còn với quốc ATM của mình thì nói chung nó cũng đơn giản. À là phần kỹ năng thì đây là có bí kỹ và tuyệt kỹ. Mình cũng cần phải nâng cấp nhưng mà cần phải mấy cái viên đá này này, ngọc nhất các thứ ấy. Anh em phải mua ở trong tiệm nhé. Mình ưu tiên vào trong cái phần kỹ năng tuyệt kỹ trước. Sau đấy là đến bí kỹ. Thế thôi. Không dần thì nâng cấp vào bị động. Nhận ngay một số phần thưởng nãy mình vừa đi vừa được xong này. Quải tính anh chơi tí xem nào. Xem nào. Wow. Tinh anh. À đây, thằng này. Rồi, xem phải tinh anh lần này là đánh với con boss gì đây. Liệu rằng Tatsumaki của mình có chống cự được hay không nha. Múc nó đi. Múc nó đi. Đấy, sức sát thương gây ra cũng ổn áp phết đi chứ. Rồi, mày làm sao. Úi dồi, thốn phết nhở. Hỏa quyền đấy anh em. Ushop à. Không ăn thua. Mày à bưởi. Ok, một chém nhưng mà chưa đi. Renoku đúng là tướng SR. Mặc dù là nâng cấp lên 5 sao nhưng mà cái sức sát thương của nó gây ra không thể nào mà bằng tướng SSR anh em ạ. Quay thực sự luôn. SSR 4 sao nó vẫn cứ làm cái gì đấy ok la hơn nha. Rồi, ok, Robin kìa. Robin của nó có skill gì ấy? Có cái khả năng giảm khống chế gì á? Ừ, shop cho tôi nó bắn này. Nào, sử dụng quả skill viêm đế đi xem nào. Cái đấy thì mình phải chống cự cái đòn ulti này cái đã. May quá mà còn sống sót rồi, bây giờ thì Renoku của mình nổ lên. Ây à, đau phết nha, có thiêu đốt đấy. Của Ninja Rùa. Ok, đây rồi, viêm đế. Búp. Ui ôi. Được không anh em? Ok là đấy chứ. Tatsumaki của mình mà có nổ mà kẻ địch nó ít như thế này thì sức sát thương của nó gây ra sẽ rất là nhiều nha. Cố lên em ơi. Tatsumaki ơi. Ok, còn lại một đứa thôi. Đây rồi. Một vỗ vào đầu. Đầu đấy. Ổn chưa anh em? À đấy, nãy giờ mình cũng quên, chưa vào trong cái phần đặc quyền VIP về để mua. Giờ thì mình sẽ mua luôn. VIP 2 là có cái gì đấy? À 10 vé chiêu mộ này. Mua luôn nữa còn gì nữa à? VIP 3 tiếp tục này. Ok à? VIP 4. Chưa thấy có tướng mấy nhở? Dương tướng thì lên VIP 5 là bắt đầu có dương tướng SR này anh em này. À, SR hỗ trợ nha, mình nhìn thấy. Đây là SR phòng thủ. Ây da, Franky, luyến trụ, ây da, mua luôn. Tiếp tục, VIP 7 thì có SR gì? SR tấn công luôn. Có cái gì đây? Flashy Flash, Chigekuni.
Marco các kiểu luôn. 1288 kim cương là quá lời luôn anh em ơi. VIP 8 thì mình sẽ có được cái dương trang bị chiến binh tùy chọn hoàn mỹ luôn. VIP 9 là có cái gì? Uầy, tiếp tục là một dương trang bị nữa. Và có thêm dương ngọc thần hóa. Nhận một ngọc thần hóa anh hùng tư chất SR. Cái gì đấy? Ngọc thức tỉnh nhỉ? VIP 11 xem nào. Uầy, tiếp tục là dương trang bị. Chứng tỏ trang bị trong này cũng căng thẳng phết anh em nhỉ. Ngọc thần hóa SSR này. Uầy, VIP 12 thì bắt đầu mới có một dương anh hùng SSR khởi đầu tùy chọn nha. Có Ace, có Mihawk, có Phong trụ, Gaara và Tatsu Makui. Nghe vẻ là mấy cái dương trang bị này nó cũng quan trọng phết anh em nhỉ. Bởi vì ở trong cái phần sự kiện đổi vé tuần này mình cũng thấy có ví dụ như là 499k là cũng đổi là lấy được cái dương trang bị này anh em này. Đấy, 1299k thì cũng thế. Ok nhỉ. Thế để video tới mình sẽ đổi lấy mấy cái dương trang bị này để xem là sự khác biệt của nó như thế nào nhá. Thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh và theo dõi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.